Rồi, chuyến xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lại lên lao sóng với anh em một con quay RS đời 2009 anh em ha. Con này thì nói chung là cũng kiểu dạng là zin bọc anh em, mà tầm giá cũng là 10 triệu 500 luôn anh em. Em có quay một con màu xanh đen anh em, màu đen, chạy màu đen đen á, thì cũng tầm 10 triệu 500, thì nói chung là cũng máy móc zin dành cho nhà áo đẹp. Con này thì màu đỏ cũng là tầm 10 triệu 500 luôn, thì cũng là máy móc zin dành cho nhà áo đẹp. Đấy, xe chất xe thì nói chung là chất xe bây giờ nói chung là với anh em là còn mấy con này á là đi cày thôi anh em ạ. Đi cày nó phù hợp để đi cày, tại vì nó là thuộc dạng là mẫu mã cũ anh em, nhưng mà nó là rất là bền và lành tính. Đó, tiết kiệm xăng, rất là tiết kiệm xăng nhé, rất là tiết kiệm xăng cực kỳ luôn á. Nói chung là mấy con này thì chỉ có mấy anh em đi cày thì thích thôi, chứ còn ví dụ như mấy anh em mà trẻ bây giờ thì mấy anh em này không thích cái mẫu này đâu, rất là không thích. Bây giờ anh em là một là tay ga, hai là win hoặc hẹn hoặc là rider các kiểu thôi, chứ còn mấy cái dòng này thì thực sự mà nói thì anh em không có thích. À, nhưng mà cái dòng này á, bên em mang về á, đưa lại cho anh em á, chủ yếu là để cho anh em đi cày bừa. Nó rất là rẻ, tại vì nó chỉ có tầm 10 triệu mà hơn 10 triệu một xíu thôi. Anh em đi làm đi cày nó quăng quật, nó không có sợ sót xe, là một. Thứ hai nữa là cái chất xe của mấy con này nó rất là lành tính. Đổ xăng là chạy, anh em thường xuyên châm dầu thay nhớt cho nó nữa là nó chạy rất là bền. Thực sự mà nó rất là bền nhé. Thứ hai nữa là cái dòng Honda, nếu mà cái dòng Honda cũ anh em thì nó vẫn rất là tiết kiệm xăng nhé, rất là tiết kiệm xăng luôn anh em ạ. Con này biển thì thành phố Biên Hòa luôn rồi, 60F1, 10 triệu rưỡi đó, 10 triệu rưỡi. Nói chung là áo với tem đồ thì mấy con này nó còn nguyên hết anh em ạ, tem zin, áo zin và còn của nó hết á. Quan trọng là anh em thích cái mẫu nào thôi, chứ còn thực sự mà nói thì mấy xe này, chất xe này ok lắm anh em, máy cực kỳ ngon, và rất là lành tính. 2009 máy cực kỳ ngon và lành tính anh em. Kết thì alo thôi, alo Hoàng Sáng 0983 533 445, được kết đến cửa hàng. Thế giờ chân sơn đen là còn nguyên đẹp lắm. Nói chung là bây giờ anh em mua về đi cày nhá, thiện chí thì mua về đi cày, đi chở hàng, mấy con này bền lắm. Nói chung là em đã được trải nghiệm những con mà xe cũ như thế này rồi anh em ạ. Thứ nhất là xe cũ như thế này, và em được trải nghiệm hai dòng, dòng Honda và dòng Yamaha. Thì nói chung là sau này em, nếu mà có dịp em sẽ làm về hai cái con đó, em sẽ làm sự so sánh về hai con đó. Hai con đó là trải nghiệm về cái độ gọi là cái độ mà phá xe luôn anh em, tức là không thương xót luôn á. Thì em sẽ cho anh em thêm cái góc nhìn đấy, nó nói chung là tại sao mà cái dòng Honda mà nó vẫn sẽ được giá hơn và được mua đi bán lại nhiều hơn là cái dòng Yamaha. Nó có sự khác biệt và nó rất là hay, rất là có lợi nha anh em. Thì cái đấy sau này em sẽ có một cái video có thể là cái dạng như vậy, đánh giá chi tiết hoặc là chia sẻ chi tiết về tại sao mà cái dòng Honda cũ người ta lại ưa chuộng nhiều hơn là so với Yamaha. Sau này có dịp em sẽ làm cái video như vậy nhé, tại vì em đã được trải nghiệm trên các loại xe rồi, nên là có cái góc nhìn mà nói chung là nó sẽ rất là ok cho anh em tham khảo. Nói chung là mấy con này chẳng có gì nhiều anh em ạ. Máy zin, áo zin, nồi đồng cối đá. Đó, nó cũng quay tới quay lui thì nói chung là nó cũng chỉ có mấy cái đó thôi nè. Em đang có hai con rồi, một con màu đen đỏ quay rồi, giờ đến con con màu đen quay rồi, giờ đến con màu đỏ, thì cũng quay lên chia sẻ anh em thôi. Đấy, nói chung là áo zin, tem zin hết, mấy con này nó cực kỳ ngon. Đấy, chắc chắn lắm anh em. Đấy, bô lon. Máy thì cực kỳ chất nhá, máy cực kỳ chất luôn. Mọi thứ hoạt động ok luôn, không xi, không dặn gì hết á. Anh em mua về đi cày là nói chung là cứ chọn mấy con này đi anh em, không bao giờ sai lầm nhé anh em, không bao giờ sai lầm. Đây, thì có gì liên hệ Hoàng Sáng với em nhé, 0983 533 445, tiếp đến cửa hàng.